Kính thưa quý vị, MC Cát Tường và MC Hoàng Rapper xin đón chào quý vị đang đến với chương trình cực kỳ hấp dẫn về tình yêu Lucky Me, yêu là chọn. Chương trình chúng tôi được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Hôm nay có hai bạn trẻ lần đầu tiên tham gia vào Lucky Me. Xin giới thiệu một người rất là quen thuộc với tôi, đó là Bezo, và một cô diễn viên rất là dễ thương, rất là xinh đẹp, Tường Vy. Yeah, xin chào hai bạn. Xin chào chị Cát Tường và anh Hoàng, và xin chào quý vị khán giả của chương trình Yêu là chọn. Chào Bezo. Ủa, hồi trước hai bạn thân thế mà sao bây giờ? Sau khoảng thời gian thân thì thật ra ngày hôm nay là ở phim trường ngày này là toàn là những người rất là thân quen, thân thuộc với nhau rồi. Không còn gì phải giữ mình nữa ha Thường Vy. À vậy hả? Mình vậy là... có thừa có lẽ là một cái chương trình về tình yêu, mà đối với Thường Vy thì cái chuyện tình yêu là một cái chuyện rất là nghiêm túc đúng không? Có lẽ còn với Bezo thì câu chuyện nó ngược lại. À là Bezo là tình yêu là không có nghiêm túc. Không, bây giờ Bezo đã có giảm trưởng thành rồi chị. Trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Bây giờ là thanh niên trưởng thành, người đàn ông của gia đình rồi. Và ngày hôm nay sẽ có ba mảnh ghép, chờ đón xem họ sẽ xuất hiện như thế nào và tương tác ra sao với nhân vật chính. Hiện tại Tường đang rất là háo hức, đang rất là phấn chấn bởi vì ngày hôm nay sẽ được gặp gỡ một cô nàng nhân vật chính rất là dễ thương, đáng yêu. Và ngay bây giờ Tường cũng đang cảm thấy rất là háo hức rồi. Chúng ta hãy cùng các Tường gặp gỡ cô Sương quý vị nha. Trời ơi, dễ thương quá. Chào Sương. Hello chị. Đợi chị lâu chưa? Dạ, cũng mới à chị. Trời ơi, xinh quá. Sương sinh năm 97 đúng không? Dạ. Ủa, ở Đắk Lắk rồi mình xuống đây lâu chưa cưng? À, em mới xuống Sài Gòn đấy chị. Hả? Mới xuống? Có nghĩa là xuống tham gia chương trình này thôi hả? À, không, em xuống rồi trước Tết. À, tình trường mình như thế nào? Nói chung thì cũng không nhiều, nhưng mà tính thì không ít. Người ta gọi là quá tam ba bận là cũng được 3 lần rồi chị. 3 lần rồi. Em muốn bao giờ thì em kết hôn? Thầy bói nói là không được lấy chồng sớm. Thì cũng khoảng là 24-25 thì mới lấy được. Ồ, có nghĩa là đối với em 24-25 là trễ rồi đó hả? Là được rồi đó hả? Ừ. Sớm là coi như 15-16 tuổi đó hả? Là tầm cái tuổi đó là lấy sớm hả? Tức tính ra nếu mà gọi là muộn á thì chắc cũng khoảng 27-28. Như vậy thì cái mẫu người em muốn chọn là người như thế nào? Đầu tiên là em thích mẫu người trưởng thành, nhưng mà không gọi là quá khô khan nha chị. Phải vui tính một xíu, nói nhiều. Tại vì với lại công việc của em cũng nói nhiều nữa, nên em thích một người nói nhiều. Không hút thuốc là điều thứ hai. Còn về ngoại hình thì nói chung là cao ráo một xíu, điển trai một xíu. Thôi được rồi, ngày hôm nay là ngày của em. Hôm nay là em biết chương trình như thế nào rồi chứ gì. Em sẽ được lần lượt gặp ba chàng trai. À, hết sức là bình tĩnh, tỉnh táo ha. Vừa cảm xúc bằng trái tim, vừa lý trí để mà chọn lựa ra cho mình được một anh chàng nào tuyệt vời nhất. Và bây giờ thì mình sẽ gặp gỡ ứng cử viên đầu tiên của ngày hôm nay. Đâu rồi? Dạ, chào chị. Rồi, bắt tay cái đi lấy hình buổi sáng ha. Dạ. Hai bạn nữ rất là vui vẻ, năng động. Nó khi mà nói chuyện á rất là thoải mái, hơi tính trẻ con một tí, nghĩ là bạn cũng phù hợp đối với mình, khoảng 80-90%. Mình phải giới thiệu bản thân mình chút xíu, mình có những cái điểm mạnh điểm yếu gì để một lát Tường mới có thể giúp em được, hiểu không? Em cũng đang là vừa đi học vừa đi làm. Công việc của mình là làm gì hiện tại? Hiện tại thì em là diễn viên ạ. Diễn viên? Dạ. Rồi học đang học gì nữa? Rồi dạ đi em làm đang gì? Em đang học lên đạo diễn ạ. Wow. Và ngoài ra thì em đi hát. Đi hát? Dạ. Mình đi hát ở đâu em? Dạ thường là hát tỉnh hoặc là phòng trà. Thể loại em hát là thể loại nhạc gì? Dạ bolero hoặc là cải lương ạ. À chắc là vậy. Một hồi nữa gặp cô gái á, nếu mà có cái điều kiện nào phù hợp á, mình lên một câu giọng cổ hoặc là mình hát một bài bản bolero mình tặng bạn gái. Bây giờ cảm thấy tự tin được bao nhiêu phần trăm? Dạ khoảng 90%. Trời ơi, bà tự tin hơn tôi luôn. Trời ơi, 90% rồi. Bây giờ em đứng đây đợi, chị sẽ ra, chị đem cô Sương vào đây giới thiệu với em. Dạ. Nghe. Vô đây Sương ơi, có một anh chàng tên Huy đang đứng đợi. Bây giờ em sẽ đứng đây ha. Hai bạn chỉ cách nhau trong gang tấc thôi. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện. Tự tin lên nha Huy. Dạ. À, chào em. Dạ, em chào anh. À, hôm nay anh mặc áo màu gì vậy anh ha? À, hôm nay anh mặc áo màu đỏ. À, màu đỏ. Cho em biết em bao nhiêu tuổi được không anh? Ừ, anh năm nay 22 tuổi. Ồ, 22 tuổi. À, lớn hơn em tuổi. Em đang liên tưởng là mình bằng tuổi nhau. Hiện tại thì anh đang làm gì anh nhờ?
À, hiện tại thì anh đang là nghệ sĩ tự do. Nghệ sĩ tự do hả? Ừ. Là sao em chưa hiểu lắm? Anh là diễn viên và cũng đang là sinh viên, hiện tại anh còn đi học. À, không biết anh cao 1m bao nhiêu anh nhỉ? Ừ, anh cao 1m68. Anh có hút thuốc không? Không. Ba má anh có dễ tính không? Ba má anh rất là dễ. À, nhà anh ở đâu vậy? Ừ, nhà anh ở Vũng Tàu. Quê em luôn đó anh. Rồi, Đồng Hương. Ồ, ở chỗ nào Vũng Tàu á anh? Ừ, chính xác của anh là Trung Tâm Bà Rịa. Ồ, Trung Tâm Bà Rịa. Hợp phong thủy không? Ủa sao tự nhiên hỏi ta mặc áo màu gì chứ vậy? À, ý là hỏi xem có cùng màu không á. Đúng đâu là phải coi màu. Đúng vậy là hôm nay mình mặc áo màu đỏ cho nó... cho nó đỏ má một tí. À. Rồi họ hỏi dù ba má anh ta dễ tính khó tính chi vậy? Lỡ khó tính quá về bị bắt nạt sao? Trời ơi, tính sao? Là chắc sẽ không có bắt nạt em đâu. À. Em có thích âm nhạc không? Có. Anh biết hát không anh? Ừ. Ca sĩ. Ồ, ca sĩ. Vô vấn đề đi, thời gian có 2-3 phút hả? Lý trí lỗ rồi đó. Bây giờ làm sao mà lay động được cái trái tim của cổ á? Đó, bây giờ cơ hội cho em nha. Còn có ít phút thôi, vô vấn đề. Tôi qua đây tôi đứng tôi nghe. À, em nghe chị Cát Tường nói anh hát được đúng không? Ừ, đúng rồi em. À, anh có thể hát cho em nghe một bài được không? Ừ, vậy thì anh sẽ gửi tặng cho em một câu thôi ha. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm. À, có nghĩa... thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Rồi, cảm ơn anh. Hay quá, hay quá. Hỏi kế hoạch kết hôn đi. Anh này anh còn trẻ quá, biết anh có muốn lấy vợ chưa? Ủa anh, khi nào anh ra trường á anh? À, anh còn 2 năm nữa em. Ủa anh đang học, anh đang học gì anh? Ừ, anh đang học đạo diễn. Nhưng mà công việc của anh thì cũng đã ổn định rồi. Ủa. Nên là cũng rất là thoải mái. Cũng hợp với em mà, thì em làm người mẫu chụp hình, ảnh làm đạo diễn, sau này anh cũng quen biết rộng rãi, hai bên cũng hỗ trợ nhau trong nghệ thuật. Ủa. Được không? Nghe cũng ổn ổn. Hết thời gian nói chuyện, đây, cho hai người một cơ hội nắm tay nhau. Ủa không được nhìn mặt hả không chị? Không có được nhìn mặt. Nắm tay nhau đi rồi cảm nhận. Tay giống con gái quá vậy. Có được nhìn tay không? Không. Rồi hết thời gian. Bây giờ thì Huy đứng đây đợi Tường nha. Dạ. Làm việc. Dạ em chào anh. Đi à. Đi thôi, đi thôi. Anh chào em. Sau cuộc gặp vừa rồi thì Sơn cảm thấy chàng trai đầu tiên rất chi là một người nhẹ nhàng. Nói chung thì dễ tính. Lúc mà nắm bàn tay của bạn nam thì cảm thấy là nó hơi rung rung, xong rồi tim đập hơi nhanh. Qua bàn tay ấy của bạn trai thì em nghĩ bạn trai đó là một người chắc là sẽ biết quan tâm và chăm sóc cho người bạn gái của mình khi là chu đáo và tận tình. Mình cảm giác bạn nữ vui vẻ lắm, rất là thoải mái để mà nói chuyện với mình. Mình còn một số điều mà vẫn chưa nói với bạn nữ là về công việc á. Thì ngoài ra mình còn đi dạy thêm võ vào cuối tuần để mà vừa kiếm thêm thu nhập mà cũng vừa là nâng cao về cái khả năng võ thuật của mình. Vào những vòng sau thì mình sẽ thể hiện những điều đó. Thứ nhất là cho bạn nữ bất ngờ, và thứ hai là bạn nữ sẽ nghĩ mình là không phải là chỉ biết hát những cái cải lương hay là bolero mà mình còn mạnh mẽ về võ thuật nữa. Mình tự tin khoảng 70-80% là mình sẽ được lọt vào vòng sau. Đâu rồi, đâu rồi? Ồ, chào em. Ồ, chào chị. Ngồi nơi cái góc cầu thang ha, đẹp quá ha, bí hiểm nữa. Mình thì mình thấy cái cô này khá là hồn nhiên, vui tánh, còn là hơi trẻ con một tí. Rồi mình cũng thích cái dạng vui vẻ vậy, mình không thích những cái cô mà lạnh lùng. Mình thấy là cái cô này cũng thích là chơi cờ vua, cầu lông, hay là cũng là dân kinh doanh. Nên mình cũng thấy là cô này lại là biết nấu ăn nữa. Thì mình thấy là có nhiều điểm như hợp với mình, thích những điểm như vậy. Thịnh quê ở đâu? Dạ, quê ở Tây Ninh chị. Rồi mình, thí dụ mình lấy vợ thì mình lập nghiệp là mình ở thành phố Hồ Chí Minh hay là mình về Tây Ninh?
Thì thường thì từ xưa giờ em đều suy nghĩ là sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Dạ, thì có thể mình sẽ rước mẹ lên ở chung. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ tự tin chưa? Cũng khá tự tin chị. À, tự tin được bao nhiêu phần trăm? Khoảng 50%. Trời ơi, nhưng mà anh này tôi thích nè, có như là khiêm tốn thật thà đó. Cố lên ha. Dạ. Bây giờ Thịnh ngồi đây, chị Tường sẽ ra dẫn cô Sương vào ha, hai người tâm sự ít phút thôi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu gì của mình yêu cầu cái gì mình phải nói rõ cho cô ấy biết, nghe không? Dạ. Thấy có chiếc ghế đặt sẵn cho Sương rồi, thấy không? Dạ. Rồi, Sương hãy ngồi đây tâm sự. Cô đến rồi, tự tin lên nha, có ít phút dành cho hai bạn, bắt đầu. À, anh chào em. Dạ, em chào anh ạ. À, anh tên là Thịnh, em là Sương đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À, anh thì anh sinh năm 94, hơn em 3 tuổi đó. Không biết anh có hút thuốc không anh? Dạ, không, anh không hút thuốc, không rượu bia gì cả. Ồ. Nhưng có cái thì hay chơi game. À, nếu mà anh chơi game thì anh có bị cận đúng không? Có, sao em biết hay vậy? À, thì em thấy mấy bạn chơi game hay bị cận, bạn em anh cận cũng nhẹ, bảy độ mấy thôi. Hả? Bảy độ cũng mấy nghe thiệt, không em hơn. Ủa, anh làm gì vậy anh? Anh trước thì anh quê ở Tây Ninh, thì anh lên đây đi học, anh nhưng mà hiện tại thì anh đang đi làm ở Bình Dương. Anh đang làm bộ phận chất lượng rồi đó. Ờ, đi làm vậy cũng hơi xa nhờ. À không, anh ở đó luôn em. Ờ, anh ở đó luôn. Nhưng ý là đang nói là nếu như có gặp em thì em ở Sài Gòn, anh ở Bình Dương á, thì không xa lắm. Anh có muốn lên núi cưỡi voi thử không? À ở Đắk Lắk đó em. Đúng rồi anh. Người ta mời mình đi lên quê. À hả? Là người ta có ý rồi. Anh dĩ nhiên là muốn rồi em. Nhưng mà xưa giờ chưa thấy con voi. Yeah. Bây giờ ý của cổ đó là bây giờ cổ đang ái ngại cái chuyện là em đi ở, em làm ở Bình Dương, cổ ở thành phố. Thì bây giờ em phải nói với cổ, ví dụ như là yêu nhau, quen nhau thì là bao lâu hẹn hò một lần, đi chơi một lần để cô biết chứ. Tại phụ nữ người ta luôn luôn thích người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc người ta. Em ở xa là em đã thiệt thòi rồi, thì giờ em phải nói rồi. Cho cổ tự tin. Thường thì em thích bao lâu mình gặp một lần nhờ? Khi nào em rảnh thì gặp thôi, chứ không có thích bao lâu gặp một lần. Anh thì thật ra ở đây không xa, nói xa em không xa lắm. Thật ra nếu muốn gặp thì ngày nào gặp cũng được. Nói gì mà khó vậy, làm sao người ta chịu, làm sao người ta vô. Khi nào em rảnh thì em nói luôn đi, tuần em rảnh mấy ngày, 7 ngày, 8 ngày gì đó em nói luôn đi. Tại vì hay là em muốn làm sao? Tại vì công việc của em á cũng khá là bận nên em không thể nói trước được. Ví dụ như là nhiều lúc ở gần cũng chưa chắc hẳn là đã gặp được nhau. Nên là thường thường thì khi nào mà rảnh á thì em sẽ nhắn tin cho anh trước, nói là ngày đó em sẽ rảnh, mình sẽ đi xem phim, đi dạo Sài Gòn chẳng hạn. Ôi em cũng thích xem phim với lại đi dạo luôn. Nhưng mà đuổi cổ báo rồi bao lâu mới lên tới rồi. Cổ báo lúc em đang bận rồi sao? Không, nếu mà bận mà chiều tối thì mình vẫn đi được, mình công việc về hành chánh á chị. Nên thật ra thì em thấy là quen nhau á thì một tuần gặp từ 1 đến 2 lần là ổn rồi. Bây giờ em nói cho cô biết cái định hướng của em, ví dụ như là bao lâu thì em sẽ kết hôn hay là như thế nào đó. Coi có hợp với cái cô này, cô tính cô có kế hoạch dữ lắm. Em thì em bây giờ em 21 tuổi, anh khoảng 24. Thì theo anh thấy là nếu có quen nhau đấy thì quen khoảng hơn 1 năm, 1 năm rưỡi gì đấy. Đấy thì mình bắt đầu mới tính tới cái chuyện hôn nhân. Thì vì em cũng không có muốn là phải đi quá lẹ. Hỏi cổ coi ý cổ vậy được không? Chứ hồi nãy cổ bàn với chị là 2 năm rồi mới em hỏi, 3 năm mới đám cưới. Thì em nghĩ cũng có đó thì quen. Anh ví dụ mà em lâu hơn nữa được không? Lâu hơn nữa thì quan trọng em có chịu được tới lâu hơn nữa không á nha. Ủa, cái vấn đề mà yêu nhau á là chuyện cả đời, mà đã xác định tới với nhau rồi á thì không phải là vấn đề chịu được hay là không chịu được, mà vấn đề là mình đi với nhau được bao lâu và đến đâu. Thì khi đã xác định yêu nhau rồi thì phải gọi là, người ta gọi là chung thủy á. Là dù có xa cách đến mấy nhưng mà trái tim vẫn chung một nhịp đập. Cô này hơi lãng mạn đó nha. Là em là như là có quan điểm rất là rõ ràng. Đúng rồi. Anh cũng thích như vậy. Thật ra thì anh nghĩ là không phải là anh thì không thích nhanh mà cũng không thích quá lâu. Thì theo anh thấy là trong vòng 2-3 năm là ổn. Giờ tôi đứng chính giữa tôi nói một câu công bằng, 2 năm đám hỏi, 3 năm đám cưới là vừa đẹp. Dạ thì cũng ổn gì. Được Sương? Dạ cũng tạm tạm. Tạm tạm ha, rồi hết thời gian rồi. Em thấy chàng trai thứ hai thì tính có vẻ chững chạc hơn. Có thể là do bạn ấy lớn hơn bạn trai trước. Khi nói chuyện với bạn nam thì em thấy có một cái gì đó nó còn gọi là hờ hững ở trong cuộc nói chuyện này. Nên là em muốn gặp trực tiếp bạn nam để xem bạn ấy như thế nào. Sau khi mình gặp cái cô Sương này thì mình thấy là cái cô này khá là còn trẻ, còn năng động. Mình rất là thích những cái cô gái như vậy. Mình sẽ quyết tâm đi tới cuối cùng của ngày hôm nay. Chà, cần
Chúng ta vừa thấy được sự xuất hiện của hai ứng cử viên đầu tiên, Thanh Huy và Trường Thịnh. Mỗi anh chàng đều sở hữu cái vẻ thanh và vẻ sắc riêng biệt của từng người. Về anh Thanh Huy đi, là một chàng trai biết võ nè, hoạt động trong nghệ thuật, nên có đôi chút sẽ có cái tương đồng về nghệ thuật cùng với bạn Sương. Thực ra theo tôi thấy là đánh giá về ngoại hình đi, bạn Huy thì hơi hơi gầy, còn Thịnh thì có vẻ cao to bạn hơn. Thịnh thì lại chắc khỏe hơn, ra dáng một người đàn ông hơn nhiều hơn hẳn so với chàng trai Thanh Huy. Vậy là phần về phần nhìn á, là Thịnh đang về cái nhìn là bạn Thịnh đang có ưu thế. Nhưng mà về tài năng thì hiện tại thì bây giờ các bạn cũng đang chưa thể hiện thực sự nhiều tài năng. Nhưng mà ngay từ đầu bạn Huy thì cũng có giới thiệu mình là một nghệ sĩ tự do, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là bạn ấy sẽ có nhiều tài lẻ. Và với nhiều tài lẻ như vậy, trong những cuộc hẹn hò thì sẽ có nhiều cái chiêu hoặc là nhiều cái trò có thể tạo ra niềm vui, tiếng cười cho cái người bạn gái. Thịnh thì sao? Còn Thịnh thì cái sự nghiêm túc, cái sự đàn ông, đôi khi cái điều đó lại hút cái người phụ nữ hơn nhiều. Thì bắt đầu tôi nghĩ là bạn Thịnh đang có ưu thế đó. Thật ra Vi nghĩ Huy á không phải là một kiểu người thích thể hiện cũng những cái tài năng của mình mà để thu hút bạn nữ. Nhìn thoáng qua thôi và nghe cách hai bạn nói chuyện, Vi cảm nhận là hai bạn này là hai cá thể rời rạc lắm. À, Sương với lại Huy đúng không? Đúng rồi. À. Còn với Thịnh thật sự là cái cảm giác đàn ông nó nhiều hơn. À. Và với một cô gái mà theo Vi cảm nhận khi mà nghe Sương nói chuyện á thì làm cô gái khá là ương bướng á. Và ngỗ nghịch, nói chung là sẽ hơi lém lỉnh, hơi giống mà Vy. một cái anh chàng giống như bạn Thịnh thì Vi nghĩ là sẽ kìm được bạn gái này nhiều hơn. Chúng ta vẫn còn một ứng cử viên thứ ba nữa. Tranh cãi nhưng mà người thứ ba biết đâu xuất hiện sẽ gạt phăng hai người kia thì sao? Vậy là đúng kiểu mặt trời chân lý luôn á. Ứng cử viên thứ ba. Cái vụ hợp tuổi rồi đồ này kia không? Em cũng hơi tin một chút xíu. Vậy em có thấy là em với bạn nữ có hợp không? Có, bạn ấy mệnh thủy, em mệnh kim. Trời, mệnh kim. Hôm nay còn tới qua tới tới mệnh nữa hả? Tôi coi tuổi tôi đã mệt rồi, có mệnh. Thông thường em rảnh rỗi thì cái sở thích, cái đam mê của em là gì? Lúc em rảnh thì em hay đọc sách, đàn hát. Em hát cái thể loại nhạc gì? Em hát nhạc trẻ, pop ballad. Lát xíu nữa kiếm một khúc nào đó hát cho cổ ngang đoạn. Cô này cổ cũng lãng mạn, cũng thích chiều chuộng. Chuẩn bị trước tinh thần nha. Vâng. Không hiểu sao run. Bắt tay cái, bình tĩnh. Đâu có gì đâu run. Gặp lần đầu gặp bạn gái run. Rồi, bây giờ em ngồi xuống đây đợi. Chị sẽ dẫn cô Sương ra nha. Cố gắng, tự tin nha. Ok chị, cảm ơn chị. Sương ngồi đây nha. Dạ. Rồi, bây giờ hai bạn đang ngồi cách nhau chỉ có một chậu hoa. Hai bạn có thể bắt đầu tâm sự với nhau, tự tin lên nha. Dạ. Người cuối rồi đó nha. Em chào anh ạ. Hai, anh chào Sương, rất vui vì được gặp em. Và cũng rất buồn vì chúng ta lại không được nhìn vào mặt nhau để nói chuyện. Anh ơi, hiện tại mình đang làm gì anh nhỉ? Anh đang kinh doanh và anh đang đi diễn ảo thuật và dạy. Em sinh năm 97 phải không? Dạ. Anh thấy 97 và tuổi của anh rất là hợp. Em là mệnh thủy, anh là mệnh kim. Thủy sinh kim á. Ôi, anh sinh năm nhiêu anh? Anh sinh năm 92. Không biết gia đình anh ở ngoài Bắc luôn hay là chuyển qua trong này rồi ạ? Anh ở ngoài Bắc và anh chuyển vào trong này. Còn đâu gia đình anh thì không có ở đây. Bố mẹ anh ở bên nước ngoài. Anh có thích xăm không anh? Xăm thì anh không thích. Nhưng mà nếu mà có một cái sự kiện gì đó hay là một cái gì đó ý nghĩa thì anh cũng muốn đánh dấu vào chính cơ thể mình. Anh có thích hút thuốc không? Rượu bia thuốc lá thì anh không thích. Hôm nay sao toàn mẫu đàn ông lý tưởng thế? Mà tại sao anh có công việc ổn định, cũng là một mẫu hình lý tưởng mà nãy giờ anh chưa có người yêu? Tại vì anh nghĩ là ai cũng nghĩ như thế cho nên là anh chả ai thèm quen anh á. À, em lên đây lâu chưa? Em mới lên Sài Gòn thôi anh. Thế thì cũng giống anh á. Anh mới tới Sài Gòn được gần một tháng. Năm tuổi là hợp rồi đó.
coi được, hỏi chuyện nào của anh này, anh lớn nhiều khi anh muốn lấy vợ liền, anh muốn chờ 2-3 năm đâu. Ủa anh đi. Ví dụ mà anh muốn quen bao lâu thì cưới? Anh nghĩ là không phải việc quen bao lâu, mà là cái quan trọng đó là hai người đã sẵn sàng để tiến đến hôn nhân chưa, chứ thời gian không quan trọng. Anh cao 1m bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m7. Anh bao nhiêu ký? Anh 57. Hơi gầy và hơi thấp một chút đúng không? Em nghe ký là thấy hơi gầy. Sao đâu. Nếu mà có bàn tay người phụ nữ nuôi nấng thì sẽ tròn. Ăn thua cái chiều cao mới khó, chứ còn cái mập không có khó, đúng không? Đúng rồi chị ạ. Rồi, em cảm ơn anh nha. Rồi, bây giờ hết thời gian rồi nha. Hy vọng được gặp em nha. Dạ. Em cảm thấy chàng trai vừa rồi tuy là nói giọng bắt nhưng mà có một chất giọng rất là ấm áp. Như là do cũng là lớn tuổi hơn hai bạn vừa rồi nên là cái cách suy nghĩ và cái cách nói chuyện nó cũng lớn và chững chạc hơn. Cảm thấy bạn trai thứ ba này có gì đó hấp dẫn và mình cảm thấy tò mò. Cảm xúc của mình khi gặp bạn nữ rất là hồi hộp, rất là run và rất là vui vì được nói chuyện với bạn ý. Điểm mình ấn tượng của bạn nữ đó nó là rất là nói rất là nhiều, khá là tinh nghịch. Mình là người cuối cùng gặp bạn nữ và không biết rằng hai bạn nam kia gặp bạn nữ thế nào, nhưng mà mình rất là hy vọng được vào vòng tiếp theo, được bạn ý lựa chọn. Rồi, chào Sương. Dạ, em chào chị. Sao, trải qua ba cuộc trò chuyện ngày hôm nay, hiện tại em cảm thấy như thế nào? Em nghiêng về chàng trai nào nhiều hơn? Em cảm thấy vẫn thích cái chàng trai lúc đầu mình gặp. Lúc có đầu? Có cảm tình. Huy á hả? Dạ. Nhưng mà bây giờ chị nhắc nhở cho Sương nhớ là hồi nãy giờ mình gặp là cũng chỉ mới là nghe thôi. Nghe tiếng chứ chưa có thấy mặt. À, còn cái khâu thấy mặt nữa, tại vì em lại là một người, một cô nàng lại là muốn kén cái bề ngoài nữa, đúng không? Dạ. Bây giờ em chưa thấy mặt nhưng mà em thử nói cho chị nghe là bây giờ em trong đầu em là em định tặng cây hoa này cho người nào? Em đang phân vân giữa bạn số 2 và bạn số 3. Nhưng mà phải gặp mặt thì em mới quyết. Ủa sao thấy được bạn số 3 điều kiện tốt quá mà. Mà sao em lại muốn lợi? Nếu mà lợi ai thì chắc phải xin lỗi người đó thật nhiều. Do em cũng không có muốn như vậy nhưng không thể nói trước được, phải gặp mặt thì mới quyết định rồi. Được rồi, bây giờ quan trọng là phải gặp mặt mới quyết định được. Quý vị hết sức tỉnh táo nha, bình tĩnh nha. Cảm thấy rung quá. Rung nha. Đi theo chị ra gặp ba chàng trai và được ôm ba chàng ấy. Đi thôi. Tại thì cũng rất là hồi hộp vì không biết bạn nữ có chọn mình hay không. Giờ mình còn một điều muốn gửi đến bạn nữ nhưng mà bí mật mình sẽ nói với bạn nữ sau. Tâm lý của mình thì bây giờ khá căng, tại vì cái cô này là tiêu chuẩn, thấy khá nhiều tiêu chuẩn là quá cao. Nhưng mà cũng hy vọng là, thật ra là mình cũng thích cái cô này, có nhiều cái quan điểm là mình rất là thích, những quan điểm rất là chững chạc. Thật ra là mình cũng muốn là sẽ được cơ hội tìm hiểu với cô, cái bạn nữ này. Cảm xúc của mình lúc này thì khá là hồi hộp và lo lắng, không biết rằng mình có cơ hội để được vào vòng tiếp theo hay không. Nhưng mà mình cũng hy vọng và cũng hy vọng thôi, chỉ biết hy vọng thôi. Hy vọng rằng bạn ấy sẽ chọn mình vào vòng tiếp theo. Rồi, ra đây. Hồi hộp không? Xa xa là ba chàng trai đang đứng. Bây giờ chị cho ba chàng trai sẽ quay lại. Em đoán xem là ai là Thuận, ai là Huy, ai là An. Giờ em đoán chúng. Đoán rồi, đoán đi. Thịnh, Huy và Đức Anh. Thịnh, Đức Anh. Và bây giờ mời ba chàng trai của chúng ta quay lại để nhìn bạn Sương xinh đẹp của mình. Cười cái nè. Cười cái nè. Rất là thân thiện đó nha. Ồ, cô liền. Dạ, em xin chào ba anh. Trước khi đưa ra quyết định, các bạn sẽ, mỗi người sẽ có 2 phút để nói điều gì đó với bạn Sương. Chào em. Dạ. Sau những lúc nãy anh có nói về nghề nghiệp cũng như công việc của anh,
thì ngoài ra anh còn là một vận động viên, là huấn luyện viên dạy võ taekwondo. Wow. Thì cái việc mà bảo vệ hay là che chở, làm vệ sĩ cho em là điều dĩ nhiên. Anh có thể làm tốt về nhiệm vụ đó. Chào em. Dạ. Em nói anh tên gì nhỉ? Em nói anh tên Thịnh. Đúng không anh? Dạ đúng rồi. Thật ra thì anh thấy em thì cũng còn rất là con nít, nhưng mà lại thích ở cái chỗ là em có một cái quan điểm tình cảm là rõ ràng. Nói chung là anh thích em. Anh cũng rất muốn là tiếp tục cái chặng đường mà có em. Rồi hết, qua bên đây. Anh nghĩ là sự lựa chọn đã có ở trong tim em rồi. Anh cũng không... Anh chỉ hy vọng rằng anh tôn trọng quyết định của em. Và anh cũng không biết nói gì. Anh có thể kể cho em nghe một câu chuyện được không? Dạ được. Em có thể bước lên đây này một mà bước. Móc một món nghề ảo thuật ra là tường tổng thôi em. Ghi điểm luôn. Hoa này. Không, trái tim. Đoán sẽ bé. Trái tim của em. Trái tim của em bé vậy. Trái tim của em. Nhưng nó đang có nhiều sự lựa chọn. Biến thành thêm một trái tim nữa, đó là của anh. Trái tim của anh thì thuộc về anh. Trái tim của em. Em cầm lấy. Trái tim của anh đã thuộc về em rồi. Dễ thương chưa? Ôi. Bất ngờ chưa? Ăn điểm rồi đó. Đây là món quà anh tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Muốn quà đã thay lời muốn nói rồi đó bạn. Rồi. Anh vậy chứ. Yeah, yeah. Mời Sương. Mình tấn công, mình tấn công vậy. Quyết định khó khăn quá chị. Tấn công thì ấn tượng liền. Bao giờ cũng phải tới lúc khó khăn. Trước hết là em xin lỗi ba anh. Nếu như có từ chối một trong ba người, thì nếu như mình không thể đi xa hơn thì mình có thể tiếp tục làm bạn. Cho em 30 giây nhìn lại. Không rượu bia gì cả, nhưng có cái thì hay chơi game. Nếu mà anh chơi game thì anh có bị cận đúng không? Có, sao em biết hay vậy? Thì em thấy mấy bạn chơi game hay bị cận. Anh cận cũng nhẹ, 7 độ mấy thôi, 7 độ mấy thôi. Hả? Anh là diễn viên và cũng đang là sinh viên, hiện tại anh còn đi học. Là anh đang hướng theo nghệ thuật đúng không anh? Đúng rồi. Anh có hút thuốc không? Không. Ba má anh có dễ tính không? Ba má anh rất là dễ. Nhà anh ở đâu dạ? Nhà anh ở Vũng Tàu. Rồi, bây giờ sẽ là phần dự đoán của đội khách mời. Xin mời Thường Vi. Em nghĩ là người sẽ ra về là bạn số 1. Tại vì cái cảm giác giữa bạn số 2 và bạn số 3 thì em cảm giác là cô gái nhìn với bạn số 3 hơn. Và với bạn số 2 thì cũng cảm nhận được cái sự trưởng thành. Nhưng mà hơi khô một tí. Dạ hơi khô khan. Nhưng mà bạn số 1 thì hình như là Rất quốc, không có liên quan gì hết. Cho nên em nghĩ bạn số 1 sẽ về. Cô gái có những cái điều nó hơi yêu thích về cái nghệ thuật. Thì số 1 và số 3 đều có cái điều đó. Còn chàng trai thứ 2 thì hơi khô khan, lại còn hơi khó tính, và tôi nghĩ rằng cái người ra về sẽ là số 2. Ok, bây giờ chốt lại là Tường Vi là số 1 về, chọn số 1 về, tôi nghĩ đây chọn số 2 về. Nghĩ là Trường Thịnh. Tôi biết rồi, tôi biết kết quả rồi. Em thì em nghĩ là Thanh Huy. Thanh Huy. Dạ. Rồi chúng ta rào số 3 thì ba người cười hết rồi. Rồi xin mời quý vị đón xem. Theo cái trái tim của mình mách bảo thôi. Em xin lỗi anh. Tiến tới. Trời có luôn hả? Làm ông kia ống đụng nụ kìa. Em xin tặng em sẽ là
Tên 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 tên. À chị em ơn ba người. Ba cô là người đã dự đoán đúng. Chúc mừng ba cô. Không sao. Vẫn vui vẻ rồi. Rất rất vui được làm bạn với em. Dạ. Rồi bây giờ thì ôm em luôn. Hai chị em mình đi về, đi ăn trưa với nhau vậy. À bây giờ thì Sương cũng đã đưa ra quyết định của mình rồi. À, chúc mừng hai chàng trai còn lại. À, chúc mừng Đức Anh, chúc mừng Huy ha. Hai bạn sẽ có một cái trải nghiệm, một hành trình rất là vui nữa với cô nàng Sương này. Và hy vọng là Sương sẽ không có chị Tường bên cạnh và hết sức tỉnh táo, đưa ra một cái sự lựa chọn đúng đắn nhất để giữ lấy cho mình một chàng trai tuyệt vời nhất. Rồi bây giờ thì hai đứa mình tạm biệt chương trình và đi được. Thôi à, thật ra thì từ đầu mình cũng vẫn nghĩ là có thể là bạn Sương này sẽ không lựa chọn mình. Tại vì hai bạn kia là có vẻ là năng động hơn, có vẻ là đúng cái nghề nghiệp của cô này hơn, nghĩ là sẽ thích hai bạn kia hơn. Theo mình nghĩ thì là bạn Huy. Thì mình cảm giác là bạn Huy là bạn khá là tài năng, có rất là nhiều tài năng về nghệ thuật, rồi đạo diễn nữa. Theo mình nghĩ là một người đáng để làm chồng của bé Sương. Mình... Chúc mừng Mazo đã dự đoán đúng. À vậy là chúng ta còn một cái hành trình vào tuần sau nữa rất là hấp dẫn, và quý vị nhớ đón xem nha. Khung giờ quen thuộc của Lucky Me là 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ được gặp gỡ sự quay trở lại của Tường Vi và Mazo để đưa ra những phần nhận xét và dự đoán xem một bên là ảo thuật, một bên là võ thuật. Ai sẽ vượt qua được những vòng thử thách tiếp theo để chinh phục được trái tim của người đẹp Minh Sương. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình trên cổng Lớp TV cũng như là kênh YouTube MCV Media. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.